không biết chế là gì luôn. Chớ là chỉ có tên nào có con là đâu. Chớ là ốc đúng không anh? Tên nào có con thì biết chớ, chứ bạn nghe là biết chắc chắn chớ chỉ gặp ở nhà con. Rồi, chi nữa? Chớ hả? Ốc chớ. Nếu là có con rồi, nó biết con có con rồi. Rồi, vậy thôi, nguyên lớp này ít lắm á. Nguyên lớp này có mình anh Dũng biết. Anh Sang biết gì? Ốc sữa. Ốc sữa, rồi. Ốc sữa, cô đâu biết. Thank you.
mình suy thận á, natri, kali, canxi nó thay đổi, muối nó thay đổi, mình đi sẽ có cảm giác buồn nôn, được chưa? Rồi tiêu hóa mình có bệnh dạ dày nó tràn, mình có viêm dạ dày cũng có thể có buồn nôn ha. Hẹp môn vị, môn vị nằm đâu? Đáy dạ dày đối với được chưa? Như vậy ngay chỗ đó bình thường nó phải có nắp vừa phải và nó sẽ cho đồ ăn đi qua, nhưng khi nó bị hẹp á thì đồ ăn qua không được. Khi nó đi xuống không được thì nó chỉ có một cách là đi lên, tức là nó sẽ gây ói. Rồi, ngộ độc thức ăn bình thường thôi. Cơ chế phản vệ của cơ thể của mình là gì? Có chất độc thì nó phải tống ra bên ngoài ha. Viêm ruột thừa, được chưa? Một trong những triệu chứng kèm theo của viêm ruột thừa đó là bệnh nhân sẽ rối loạn tiêu hóa, tức là ăn không hết ngon và cảm giác buồn nôn. Tắc ruột, liệt ruột, được chưa? Về gan mật ha, thì đây là những bệnh lý về xơ gan, viêm gan thì nó là có phản ứng tiếp theo luôn. Tại vì trong gan của mình có mật, gan của mình nó cũng sẽ hỗ trợ về tiêu hóa, được chưa? Rồi, ung thư tụy, viêm tụy, thì bản thân cái tụy nó cũng sẽ tiết ra những cái men, được chưa? Đó là những cái men hạ giúp cho đường huyết của mình hạ xuống, hoặc là nó sẽ giúp cho dự trữ cái đường men gì mà giúp cho ổn định đường huyết, insulin, đúng không? Thì cái tụy nó sẽ đóng vai trò tiết ra cái chất đó. Viêm phúc mạc hay còn gọi là viêm màng bụng á, mà màng bụng đây là mình nói về màng bụng thằn, được chưa? Cái phúc mạc thằn á, thì khi nó bị viêm có thể là do một cái chỗ cơ quan đặc thù trong bụng mình viêm, ví dụ viêm ruột thừa ha, hoặc bị thủng mạng đó là viêm, thì nó sẽ kích thích cái màng bụng nó co thắt, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng buồn nôn. Rồi migraine, xoang thương não, xoang thương não này nó giống như tăng áp lực nội sọ. Ai còn nhớ biểu hiện của tăng áp lực nội sọ? Chắc chắn bệnh nhân sẽ có triệu chứng. Được chưa? Cái tăng áp lực nội sọ là có thể lên nó chèn ép vào hệ thần kinh, nó sẽ gây lên những cái tổn thương về thần kinh, nhưng mà thường sẽ có cảm giác buồn nôn. Nên khi mà bệnh nhân bị đập đầu á, bị chấn thương hay là giao thông thì nó sẽ luôn luôn hỏi triệu chứng là gì? Có mắc ói không? Được chưa? Rồi thiểu năng về thượng thận hoặc là những bệnh suy giáp, nhiều giáp á, thì nó cũng sẽ gây ra rối loạn điện giải, tham dự gây ra rối loạn sự tiêu hóa và năng lượng gây nôn. Rồi bây giờ chuyển qua khóa nuốt ha. Thì bất kỳ thường là cái cảm giác xung quanh dập trong cái thực quản của mình thì nó sẽ gây ra cái cảm giác khó nuốt. Thì bất kỳ một cái nguyên nhân nào bị chèn ép vô thì giờ hoặc cản trở cái sự lưu thông thì nó sẽ gây ra khó nuốt. Thì mình sẽ phân biệt với cảm giác nuốt đau nha, giống như hồi nãy chị Tiên có đưa ra là nuốt xuống nó đau, thì bạn nhớ đau quá bệnh nhân không dám nuốt hay là nuốt xuống được nhưng mà cứ cảm giác nó nghẹt lại, được chưa? Nè, đau hổng họng nè, đau cho cái tắc nghẽn nè, và gặp trong viêm họng áp xe thành sau họng. Bây giờ đó là những cái nguyên nhân có thể gây đau họng, nhưng mà khó nuốt thì chưa phải nha. Khó nuốt thì không phải là do đau họng. Rồi bệnh nhiệt cơ, ai biết bệnh này? Giống như là cơ bị yếu còn, tức là cơ nó bị yếu ha, thì nó sẽ yếu cơ lần lượt ha, và dần dần nó sẽ diễn tiến nặng đến mức mà những cái cơ hô hấp và cơ bụng hô hấp nó bị liệt, thì lúc đó là nặng nhất. Được chưa? Nếu tức là mình sẽ yếu tay, yếu chân, được chưa? Nhưng mà yếu mà dần dần đến những cái vùng trung tâm thì nó cũng là bệnh nhân chỉ có tử vong ha. Rồi viêm họng, tức là khi amidan nó sưng to, mọi người hình dung có khi amidan nó sưng to nó bứt luôn, thì mình có nuốt xuống được không? Không, lúc đó là cảm giác khó nuốt liền, bên cạnh nó vừa đau vừa khó nuốt vừa khó thở nữa. Rồi u vòm, vòm gì? Vòm họng á, đúng rồi, cái vòm họng của mình bây giờ nó có một cái u nó chèn ép vô, ban đầu không khó nuốt nhiều đâu, nhưng mà càng lớn thì sẽ khó nuốt càng nhiều. Rồi dập các thực quản, ung thư vú ha, tổn thương dị vật tim, thì dập các cái đường cơ chân của mình mà khi nó nuốt xuống thì bất kỳ một nguyên nhân nào đều có thể gây khó nuốt, được chưa? Cứ liên quan đến thực quản mình suy nghĩ đến những nguyên nhân đó. Rồi
anh đi học trễ. Người ta gọi là bóng tái hậu tràng. Bình can thức phong. Vâng, câu đàn liền. Giỏi thế nhỉ? Vị duy nhất nhớ thật. Mai là cái chỗ họ muốn. Dạ, rồi. Lên anh sang lên trước đây nha. Lên à, cô kia lên ảnh đó. Dạ. Mình xuống không? Mình bổ sung. Hồi em sửa anh có điểm. Hồi ra báo về hát khóc rồi đúng rồi đó. Cho anh hồi sửa có điểm không? Cho bảo tử với mấy anh. Sửa mà không được điểm. Mày hát rất là có hai điểm rồi. Thì là tiêu ra má thì ba phải ho nên đọc.
bác cứ làm đi, di chuyển lên đi, cô này là đi cùng cái làm, chưa trên thì là bác làm. Thank you.
dưới. Nôn ra máu là có axit hay bazơ? Axit thì nó nhỏ hơn. 7. Bazơ thì lớn hơn 7. Lớn hơn 7. Hình dung được không ạ? Tại vì một bên thì nó có dạ dày dài dài, đó là axit, được chưa? Rồi, màu máu đây là màu đỏ, đỏ tươi. Đỏ sẫm. Rồi, như vậy thì bệnh nhân sẽ mô tả với tính chất như vậy đi, không được
Cái nhóm trên này hôm nào mình sớm quá mình cái càng rồi bắt đầu ra.